Cho em nói mấy tiếng. Ok Dung, em là em của Hữu Anh đúng không? À, Ừ. dạ em chào cô với chào mọi người. Lời đầu tiên thì cho em được cảm ơn cô với chị Quế ở trong nhóm và một số chị ở trong nhóm số 6 nữa đã hỗ trợ em rất là nhiều trong cái thời gian qua, nhất là cái thời gian mà cuối thì thật sự là em không có theo nổi luôn. Nên là cái công việc của em thì nói chung nó cũng không có, nó kiểu giống như là phải cầm điện thoại 24 trên 24 giờ đó, sếp gọi cái là phải có mặt, nên là ra nhiều khi em không có tập trung học được luôn á. Cũng hơi khổ chỗ đó. Em rất muốn là khi mà em đăng ký level 1 á thì em đã có dự kiến là em sẽ đăng ký lên level 2 luôn đó. Nhưng mà thật sự cái đợt này thì công việc quá nhiều và có lúc có hôm chẳng được ngủ nữa. Thành ra em nghĩ chắc là không theo nổi level 2 rồi. Em tiếc quá trời luôn. Em tham gia cái khóa học này thì em thấy là cái khả năng phát âm của em đúng là nó có sự tiến bộ. Cái hồi xưa thì em có nghe anh nói rồi, thì hồi đó em có tìm tòi, nói chung em cũng hồi đó thì nói với anh là bây giờ em có cái cách nào em học không, chứ em học ở trên này, em ở trên này sao em xuống em học được. Thế sau anh bảo là để tao liên hệ với anh Hiếu coi sao, nhưng mà sao rồi không có được. Thế sau rồi em cũng tự mò mò cái kiểu mò, nhưng mà đọc nó cũng không có đúng nữa. Nhưng mà bây giờ thực ra thì em còn có rất nhiều cái, em có một cái phát hiện ra là em thấy được là em đọc sai, tuy nhiên là kiểu là mình chưa có luyện tập nhiều nên thành ra cũng không có sửa được. Chứ còn khi mà đọc ra là mình biết là cái chỗ đó mình sẽ sai. Nên là ví dụ chị Quế, chị có feedback bài cho em á, thì là em đúng là chỗ này em cảm nhận sai là chị Quế chị nói luôn là chỗ đó em sai đó, nhưng mà em chưa có sửa được thôi. Ví dụ như cái từ mà ơ ủ á chị, cái từ đó là em chuyên ra sai luôn mà giờ em vẫn chưa sửa được. Với lại em muốn hỏi chị một chút xíu là cái chỗ mà phần ngữ âm á, là mình cứ theo mấy cái bài đó thì đọc theo mấy cái bài đó, tuy nhiên là em thấy ví dụ như kể cả tiếng Việt thì mỗi người có một cái giọng điệu khác nhau, vậy thì bên tiếng Anh á là cái ngữ điệu của mình cũng có thể khác nhau được không? Chứ nhiều khi em bắt chước thì em cũng để cố gắng bắt chước nhưng mà cái kiểu nó cũng không được giống cho lắm, thì không Rồi, biết. ok. Để chị trả lời cho. Ok, cảm ơn em Dung nha. Ok Dung.